Kính chào các bạn. Hôm rồi các bạn yêu cầu cái bài Mưa đêm tỉnh nhỏ, cho nên hôm nay tôi làm cái intro bài Mưa đêm tỉnh nhỏ của Quang Lê. Bài này thì chúng ta quấn ở cái gam re thứ cho nó dễ. Rồi bây giờ tôi đàn trước một lần cho các bạn nghe nhé. Bài này chúng ta chọn điệu bolero nhé, ta sẽ quấn điệu bolero, tempo thì khoảng là 86 nha. Rồi về tiếng thì chúng ta có những cái tiếng để ghi trên cái sheet trên coi nhé. Rồi hợp âm thì nó bài này thì cũng dễ, re thứ, son thứ, la bảy là những hợp âm cơ bản nha, cái bấm như thế. Hôm trước chúng ta học rồi nha. Rồi giờ tôi sẽ đàn lại từng câu cho các bạn nghe. Đầu tiên là chúng ta lấy cái tiếng, chúng ta chọn tiếng piano cho dễ nghe nha. Đây. Mi son fa re la la. Nhưng mà người ta quấn luôn hết rồi. Chúng ta sẽ quấn như là la mi son fa re la son la. Thì chúng ta quấn như thế này nè. La mi son fa re, chúng ta quấn hai cái nó này re la. Luôn vậy cũng được. La mi son fa. Còn không thì chúng ta quấn la mi son fa re la son la cũng được. Khi nào chúng ta quấn luôn cái la vô một lượt thì nó hay vậy. La mi son fa. Như thế cũng được. La mi son fa re la son la. Rồi cái chúng ta sẽ lựa cái tiếng cái băng ở dưới harmonica chúng ta quấn là gì? Fa mi re la. Fa mi re la. Nha, ta quấn lại hai câu nè. La mi son fa mi re la. Rồi câu thứ hai là gì? Re mi fa son fa la son la. Nhưng mà ta quấn ở quãng tâm trên nè. Re mi fa son fa la son la. Ha. Re mi fa son fa la son la. Đó, ta quấn xuống quãng tâm tại cái nốt như thế, nhưng mà nó là ở sít fa, chúng ta quấn quãng tâm trên đó. Re mi fa son fa la son la. Rồi nha, đàn lại cái câu đó nè. La mi son fa re fa mi re la. Rồi vô câu guitar. Re mi fa son fa la son la. Rồi chúng ta quấn tiếp cái câu harmonica nè. Fa fa mi re la. Lại câu dặm theo cũng được nha. Fa fa mi re la. Rồi vô cái tiếng bầu thì là gì? La la re mi 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 re mi la la re re la son son fa la. Lại câu đó nha. La re mi 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 re mi la la re re la son fa la. Ta lặp lại câu đó. La re mi 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 re mi la la re re la son son fa la. Rồi còn câu cuối là gì? La re mi la son fa re nha. La re mi la son fa re. Thì chúng ta sẽ dặm lại là gì? Tiết tấu nó khác chút. La re mi la son fa re. Rồi vậy. Giờ tôi đàn theo lại một lần nữa cho các bạn nghe. La mi son fa re la son la fa fa mi re la mi fa son fa la son la fa fa mi re la la re mi 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 re mi la la re re la son son fa la la re mi la son fa re la re mi la son fa re.
Nó là như vậy. Rồi bây giờ tôi đánh lại một lần nữa cho các bạn nghe thử nha, nghe lại nha. Nha. Rồi chúc các bạn thành công tập trong cái bài này nha. Rồi, xin chào các bạn.